Chiều ngày 31 tháng 10, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đã lập biên bản sự phạt một người đàn ông chạy xe máy lạng lách trước đầu một xe cứu thương đang trên đường tới nhà dân để chở người đi cấp cứu. Trước đó, trưa ngày 29 tháng 10, ông Trần Quang Huy, 37 tuổi, ngụ huyện Phú Giáo, chạy xe máy trên đường DH 505, khi tới đoạn qua xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo thì có một xe cứu thương do anh Nguyễn Công Chức, 31 tuổi, ngụ huyện Phú Giáo điều khiển chạy cùng chiều phía sau, hú còi xin nhường đường. Tuy nhiên ông Huy không nhường đường còn chạy lạng lách trước đầu xe, mặc cho tài xế bóp còi. Chạy được một đoạn thì hai bên dừng xe rồi xảy ra cãi nhau. Ông Huy dùng tay đánh vào kính xe ô tô nhưng không làm hư hỏng, sau đó lên xe bỏ đi. Còn tài xế xe cứu thương tiếp tục điều khiển xe tới xã An Linh, huyện Phú Giáo, chở một người phụ nữ đi cấp cứu theo sự nhờ giúp đỡ của gia đình. Vụ việc sau đó được tài xế chức đăng tải lên mạng xã hội. Ngày 31 tháng 10, Công an xã Vĩnh Hòa phối hợp cùng đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Phú Giáo mời hai bên lên làm việc tại đây ông huy khai do thấy xe cứu thương chạy từ quán ăn ra nghĩ là tài xế lạm dụng coi hú nên huy không nhường đường sau khi biết tài xế đang tới nhà dân để chở người đi cấp cứu thì huy đã thừa nhận hành vi của mình hiện đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện phú giáo đã lập biên bản đối với huy về hành vi vi phạm không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu đi làm nhiệm vụ